lạm dụng nhân quyền đối với các công nhân di dân xây cất các công trình Olympic mùa đông ở Sochi, tên từ Sochi. Human Rights Watch đã đưa ra bản phúc trình cho biết các công nhân di dân làm việc tại các công trình Olympic mùa đông 2014 ở Sochi đã bị khai thác và gian lận. Nga đang chi tiêu 50 tỷ Mỹ Kim cho Thế vận hội Olympic mùa đông, trong đó có việc sửa chữa đường xá và các cơ sở hạ tầng khác. Con số chi tiêu mới đưa ra nhiều gấp 5 lần con số dự trù ban đầu vào tháng 7 năm 2007, khi thành phố nghỉ mát Sochi nằm bên bờ biển Hắc Hải được chọn làm thành phố chủ nhà để tổ chức Olympic mùa đông 2014. Theo bản phúc trình 67 trang mà Human Rights Watch vừa công bố, trong lúc phải nhanh chóng xây lại các cơ sở thể thao, chính quyền và các công ty có liên hệ trong các công trình xây cất đã lạm dụng các công nhân di dân, buộc họ phải làm việc 12 giờ đồng hồ mỗi ngày, gian lận tiền lương hay không trả lương, không cung cấp cho công nhân hợp đồng theo luật của Nga và không cung cấp cho họ chỗ ăn ở. Phản đối bản phúc trình, thị trưởng của thành phố Sochi, ông Anatoly Bakumov đã nói rằng những kẻ chịu trách nhiệm đối với công nhân là những công ty nhà thầu thuê mướn họ. Cho tới lúc này, văn phòng thị trưởng chưa nhận được một sự khiếu nại nào của các công nhân, cho nên những điều nêu lên về việc lạm dụng là điều ông ta hoàn toàn không biết. Bản phúc trình của Human Rights Watch dựa trên các cuộc phỏng vấn với 66 công nhân di dân làm việc cho các khu Olympic hay các nơi xây cất khác ở Sochi từ năm 2009 đến năm 2012. Theo bản phúc trình, các thợ mộc hay thợ hàn chỉ được trả từ 1.8 đến 2.6 Mỹ Kim một giờ. Ủy ban Olympic quốc tế đã kêu gọi chính quyền Nga quan tâm đối với bản phúc trình này. Sochi là thành phố Nga đầu tiên tổ chức Olympic mùa đông nằm gần Bắc Caucasus và đây là vùng đang ở trong tình trạng bạo động của người Hồi giáo.